là mũ dương và mũ âm ấy. Như vậy là tức là có thể là từng cái thành phần này có thể là mũ đây này, các thành phần bậc nhất nó có cái dạng là Z omega hiệu omega y cộng 1 mũ MI này, MI có thể dương hoặc âm. Như vậy các thành phần bậc nhất này có thể là mũ dương hoặc mũ âm và nhân về tích của các thành phần bậc 2. Và đây nó cũng có số mũ pk, tức là thành phần bậc 2 này cũng có thể là dương hoặc âm. Khi nào thì nó dương nhỉ? Khi mà cái thành phần bậc nhất này nó ở trên tử nó sẽ là dương. Còn khi mà thành phần bậc nhất này ở dưới mẫu thì sẽ từ là âm. Đấy, bởi vì sao? Nào, tại sao mà lại từ một cái tích, từ một cái đại lượng này mà thành cái đại lượng tích này? Thì ở trong đại số ấy, nó xuất phát từ môn đại số, người ta có một cái định ý nói rằng tất cả các đa thức bậc n bất kỳ đều phân tích được ra thành tích của các đại lượng bậc nhất và các đại lượng bậc hai vô nghiệm, không có bậc 3, không có bậc 4. À, cái định lý đấy là cái định lý tương đối lớn và chứng minh nó khá dài, chứng minh nó liên quan đến các số phức. Người ta thấy là một cái đa thức bất kỳ thì nếu mà có nghiệm là số phức nào đó thì nó cũng sẽ có nghiệm là cái liên hợp của nó. Ra xong rồi nhân những cái thành phần liên hợp với nhau bậc nhất hoặc là bậc hai vô nghiệm này. Nhưng cũng dài phết, tôi nhớ hồi học học đại cái định lý đấy chứng minh khá là dài, nhưng mà nó lấy cái kết quả thôi. Bất kỳ một đa thức nào, cái đa thức dù đa thức trên tử này hay đa thức dưới mẫu này, đều tách ra được thành tích của những đại lượng bậc nhất và những đại lượng bậc hai vô nghiệm. Đấy, ví dụ đây, đây là bậc nhất đây, z omega chia omega cộng 1. Đây là bậc nhất, còn đây là giảm bậc hai thành cái dạng này. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ cái này, vẽ xấp xỉ cái thằng này. Đúng, vẽ xấp xỉ cái thằng này, tức là vẽ biên và vẽ pha của thằng này. Thì biên và pha thì anh nhìn này, đây là một tích. Đây là một tích, thế cho nên là biên của một tích thì bằng tích của các biên. Đúng chưa? Thế còn để pha của một tích thì bằng tổng các pha. Thế là định lý bên số phức, người ta nói thế đấy. Thì hai số phức nhân với nhau thì độ lớn bằng tích các độ lớn, góc pha bằng tổng các góc pha, được chưa? Góc pha bằng tổng góc pha. Thế thì tôi sẽ vẽ biên bằng tích các biên. À, nhưng mà nếu mà vẽ biên bằng tích các biên thì lại khó quá, tự nhiên lại tính biên từng thằng một đem nhân với nhau. Có cần phải vẽ cái đó không? Không, bởi vì gì, biểu thị bô người ta đã nói là gì, là lấy log của biên cơ mà, lấy 20 lần log của biên. Lúc này công việc lại dễ dàng hơn nhiều. Lúc này là biên này của số này bằng tích của các biên này, xong rồi lấy log thì sẽ ra gì, log của tích các cái biên này, thì log của tích thì là bằng tổng các log, là rồi nhân 20 bên ngoài nữa, rồi bằng 20 lần tổng các log. Mà các log thì lại dễ, tôi sẽ lấy log của từng thành phần một, vẽ xấp xỉ từng thành phần một nhá, rồi lấy tổng tất cả cái xấp xỉ đó để thành ra một cái đường xấp xỉ của cái 20 log của cái này. Rồi ta sẽ bật vẽ cái đường thực tế, nó sẽ bám theo cái đường xấp xỉ, được chưa? Dễ dàng hơn. Thế còn biên về pha thì thế nào? Pha của một tích thì bằng tổng góc pha, thế thì tổng góc pha tổng ý dễ thôi, đã tổng thì dễ rồi. Ví dụ như thằng C1 thì có pha bằng mấy? À, một cái hằng số thì tương đương với một góc pha bằng cộng trừ 180 độ, đúng không? Hằng số đó mà dương thì cộng, số đó mà âm thì cộng trừ, nghĩa biết ngay rồi. Còn j omega mũ n thì nó cũng từ một cái góc nào đó, đúng không? Thành phần bậc nhất này cũng thể xấp xỉ góc bằng bao nhiêu đó, thành phần bậc hai góc bằng bao nhiêu đó, tính được. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm biên và pha của từng cái này nhé. Sau đó tôi lấy tổng tất cả những cái biên này thì sẽ ra rồi đấy. Không phải, tôi lấy log của cộng cái biên đó rồi cộng lại thì sẽ ra được đồ thị của 20 log, nhân với 20 nữa nhá, thì đồ thị của 20 log độ lớn khóa omega và chính là đồ thị bô biên độ. Sau tôi lấy pha của từng cái thành phần này, lấy tổng tất cả lại thì sẽ ra được biểu đồ bô pha. Cho tìm từng thành phần một. Thế nên đây là người ta ví dụ này, ví dụ biến đổi một cái hệ thống này để về dạng chính tắc. Dạng chính tắc này nhá, đây một hệ thống bất kỳ đây. Đây là về hệ thống, giả sử có một hệ thống
bậc của tử đây bằng 3 này, bậc của mẫu bằng 5 này, thường là như thế nhá. Hệ thống trong thực tế là bậc của tử nó là bậc tương ứng với cái đạo hàm của gì nhỉ? Y phải bé hơn của x. Và bằng cái này, thế bây giờ đưa về cái kia kiểu gì? Nào, 10 này, anh thấy là gì? Hệ số để hệ số cuối cùng bằng 1. Thì làm cách nào? Ông này hệ số cuối cùng là không có gì đúng không? Ông này hệ số cuối cùng là cũng chưa có gì. À, tôi phải tách tất cả các thằng z omega ra ngoài. Là z omega ra ngoài này, thì ở đây trên hệ số cuối cùng bằng 40 đúng không? Ông này tách z omega bình ra ngoài thì hệ số cuối cùng là 36. Chưa? Hệ số cuối cùng là 36. Vậy thì z omega ra ngoài rồi z omega bình ra ngoài, như vậy nó sẽ là 1 chia z omega. Ở đây nó còn tách là 40, xong lại muốn cái này bằng 1 thì phải chia cho 40 đã. Đấy, như vậy là ở tử thì bỏ 40 z omega ra ngoài. Nhá. Ở tử sẽ bỏ 40 z omega ra ngoài thì bên trong nó sẽ là 1 cuối cùng. Nó phải là một để sau này khi phân tích thành tích của những cái bậc nhất hay bậc hai ấy, thì các cái thành phần tham số bậc không trong đó nó sẽ là một, bởi vì cái con số một này bằng tích của tất cả những cái thành phần một của những cái l với q này, cho nên nó sẽ ra bằng một, chỉ có một thì nhân với nhau nó ra một thôi. Em phải bỏ 40 z omega ra ngoài. Bước đầu tiên là anh sẽ phải bỏ 40 z omega ra ngoài. Thì bên trong này là gì đây? 10 z omega mũ 3 thì chia cho 40 z omega. Thì nó sẽ ra là gì? 10 chia 40 bằng 1 phần 4, đúng không? 1 phần 4 nhân z omega bình. Như vậy nó sẽ là z omega chia 2 tất cả bình. Đấy, 1 phần 4 mà. 1 phần 4 nó chính là 1 phần 2 tất cả bình. Sau cái này bỏ 40 z omega ra ngoài thì ta sẽ là gì? Z omega cộng 1. Còn dưới này, đây là mũ 5 này, đây là mũ 4, đây là mũ 3, đây là mũ 2. Như vậy tôi sẽ bỏ 36 z omega bình ra ngoài. Em bỏ 36 z omega bình ra ngoài. Thì bên trong nó sẽ là một cái bậc 3. Được chưa? Bên trong sẽ là bậc 3. Bậc 3 người ta nhầm thấy nó có một nghiệm là trừ 1. Và người ta thấy là tổng các cái hệ số nó có cái tính chất đặc biệt gì đó. Nhưng mà có một nghiệm là trừ 1. Có nghĩa là trừ 1 như là tổng các số hạng bậc lẻ bằng tổng các số hạng bậc nhất hay sao? Đây sẽ là các anh cảm giác hơi có hình dung copy ra nháp biến đổi cho các anh đâu nhá. Rồi kiểm tra và mở ra các anh phải khác rồi. Đây, đây nhá. Đấy, tôi biến đổi cái bước này. Anh phải biến đổi cái bước biến đổi này cũng được điểm đấy nhá. Nếu không biến đổi được thì là chết luôn. Nó không tính được đâu. Bây giờ để cho nó dễ nhìn nhá. Tôi thay cái này bằng x đi. Nó cần gì phải diêu ra, đúng không? Diêu ra luôn đi với nhau, thay cái này bằng x đi. Cái này nào yếu thì để này. Khi viết thì đừng có viết ra nhá, để viết ra nháp thì để này thôi. Còn khi viết ra bài thi đừng có đổi hình thức. Nó bằng này. Cái tử có 40x ra ngoài này. 40x bên trong sẽ có là 1/4 nhân x bình. Yeah, cộng với 4x. À, nó cộng với x cộng 1. Chưa? Nó 10 chia cho 40x là 1 phần 4 nhân x bình. Thế 1 phần 4 nhân x bình này tôi lại thay bằng 1 phần 2x tất cả bình. 1 phần 2 x. À, thay bằng x trên 2. À, x trên 2 đi. Đúng không? To hơn.
x trên 2 tức là bình này cộng x cộng 1. Nào, dưới mẫu này bỏ 36 x bình ra ngoài. 36 x bình bên trong. Chỗ này 36 x bình vào đây đấy cũng 3 đúng không? Thì vậy là phải là được là x mũ M3 chia cho 36. Không? Nhân vào nhau thì sẽ được là 36, 36 x 5 cộng 11 phần 36. 11 phần 36 x bình cộng bao nhiêu nữa? 46 phần 36 x cộng 1. Được chưa? Thế thì đến đây dưới cái mẫu này cái này không thể chấp nhận được. Vì tôi đã nói rồi, luôn luôn là gì? Tách thành bậc nhất nhân với bậc hai vô nghĩa. Luôn luôn là thế. Còn nếu mà bậc hai có nghĩa ấy, thì nó sẽ thành tích của hai bậc nhất. Kiểu gì kiểu cái bậc 3 này không chấp nhận được. Nhá, bậc 3 này. Mà muốn giảm bậc của cái này đi thì phải thành phải biết nghiệm đúng không? Thì dựa trên nhận xét này thì số mũ tổng các hệ số của bậc lẻ bằng tổng các hệ số của bậc chẵn. Đấy, 1 phần 36 cộng 46 phần 36. Đấy, bậc lẻ đây này, 1 phần 36 cộng với 46 phần 36 là được bao nhiêu? 47 phần 36. Còn thế còn tổng các số mũ bậc chẵn là 11 phần 36 cộng với 1 thì cũng bằng 47 phần 36. Đấy, khi tổng bậc lẻ bằng tổng bậc chẵn thì nó sẽ có nghiệm là trừ 1. Cho nên sẽ tách ra được là x cộng 1. Hoặc là các anh có thể các anh chả nhớ cái công thức đó thì các anh lại bấm cái tính vào tính máy tính của các bạn đều đều có cái giảm trừ 3 mà. Đó, giảm trừ 3 để lấy nghiệm. Thế này, nó có equation thế này. Xong rồi đây bậc 3 đây, 2 đây nhá. A bằng 1/36 này. 1 phần đâu rồi, 1/36 b bằng 11/36 này, câu này đúng nhỉ, c bằng 46/36 này, này đi thi đúng mà chả nhầm được cái nghiệm nào thì bấm máy tính, câu d bằng 1, còn cái gì nữa nhỉ, vẫn bằng tiếp không? À, một nghiệm là trừ 1, một nghiệm là nghiệm phức, à nghiệm phức này chứng tỏ là cái phần bậc hai là vô nghiệm đây đúng không, bậc hai nghiệm phức này là liên hợp với nhau, vậy một cái nghiệm là trừ 1, một nghiệm là trừ 1 tức là sẽ tách ra thành x cộng 1 nhân với cái gì đó nha, bằng này tử thì giữ nguyên 40x từ nguyên cái này thì phần vô nghiệm rồi nhá, không x bình cộng x cộng 1 là vô nghiệm, không không phân tích được nữa đúng không, đã delta bằng b bình trừ 4 ACA chưa chắc, check đã, check delta nên tôi luôn là giải luôn, nếu mà giải ra nghiệm phức thì tức là vô nghiệm, năm này một này một đúng không, đúng rồi, phần tư là 1/4 x bình cộng với 1x cộng 1 ấy là trừ 2 x bằng trừ 2, đúng không, nghiệm x bằng trừ 2, nếu mà x bằng trừ 2 thì mà đây lại là bậc hai như vậy nó sẽ phải là x cộng 2 tất cả bình đúng không, nó sẽ phải là x cộng 2 tất cả bình, cái này nó sẽ có dạng x cộng 2 tất cả bình nhưng không phải là x cộng 2 đâu nha, chúng ta cứ viết x cộng 2 đã, tại vì khi bấm máy tính ra nghiệm là trừ 2 nên nó sẽ là phải có dạng x cộng 2 tất cả bình. Tuy nhiên các anh nhìn này, nếu x cộng 2 tất cả bình thì hệ số tự do bên trong này là 4,
còn đây là một. Trong khi đó thực tế hệ số tự do trong này là gì? Là một. Còn đây là 1/4 thôi, như vậy phải giảm 4 lần. Nên giảm 4 lần thì tập nó phải biến thành cái này. X trên 2 cộng 1 tất cả bình thì nó mới là cái này. Được chưa? Cái phần tự do này nó phải là 1. Đây là 1. 1 bình phương nên nó mới ra 1 chứ. Không chả cách nào. Rồi. Còn quay lại cái mẫu này. Mẫu là 36x bình giữ nguyên này. 36x bình giữ nguyên. Còn trong này có một cái nghiệm là 1. Đúng không? Hồi nãy chúng ta vừa có nghiệm là x bằng trừ 1. Như vậy có nghiệm x cộng 1. Có một cái nghiệm x cộng 1. Thế phần bên trong này bằng bao nhiêu? À, có nghiệm x cộng 1 rồi. Thì các anh phải chia đa thức thôi chứ cái nào nào. Tại vì hai nghiệm còn lại là nghiệm phức. Hai nghiệm còn lại là phức. Vì chia đa thức. Đấy, bài này nó hơi loằn ngoằn. Mình phải làm từng bước này. Mới được. Thế nó mới xứng đáng là 3 điểm. Tôi sẽ chia đa thức cho các anh xem. Nhá, cái đống này, để tôi tách ra này x cộng 1 nhân một cái gì đó. Nhá, x mũ 3 này, chia A6 cộng với 11 phần 36 x bình này cộng 46 phần 36 x cộng 1 chia cho cái đa thức là x cộng 1 được bao nhiêu nào, cái phần cao nhất chia cho x thì sẽ được là x bình chia cho 36 đúng không, 36 mũ 3 này, x mũ 3 chia 36 chia cho x này. Được x bình phần 36 nhân ngược lên ta có x mũ 3 phần 36 cộng x bình phần 36 đúng không, đây nhân lấy 1 ta trừ trên cho dưới thì cái phần này hết này, bây giờ 11 phần 36 trừ thì x bình phần 36 sẽ được kết quả là gì, 10 x bình phần 36 sẽ là 10. Ở kia là 11 x bình trên 36 mà. 11 x bình chia cho 1 x bình, à đúng rồi, 10. Vậy là 10 x bình phần 36. 10 x bình phần 36 sẽ hạ tiếp cái phần này xuống nha. Hạ tiếp phần 46 phần 36 x cộng 1 xuống. Lại chia tiếp này, bây giờ chia cho x cộng 1 thì 10 x bình phần 36 chia cho x cộng 1 sẽ được là 10 x phần 36. 10 x phần 36. Đúng không? 10 x chia cho x mà, 10 x phần 36 rồi nhân ngược lên. Sẽ ra được là 10 x bình phần 36 cộng với cả 10 x phần 36. Em trừ đi nhá, trừ đi cái này hết này. Còn lại phần dư đây là bằng x luôn ạ. 46 trừ đi 10 như vậy được x phần 36. Bằng 36 phần 36 à, x đúng không? Vâng, bằng x. X cộng 1, rồi dư x cộng 1. X cộng 1 chia x cộng 1 bằng 1. Bằng 1 hết. Nha, phép chia là hết. À thì nhồi này xuống đây. Sau khi chia xong thì được kết quả có ở đây. X bình phần 36 36 cộng với 10 x phần 36 cộng 1, và cái này không tách ra thành bậc nhất được nhá, không tách được, bằng này luôn là không tách được. Tại vì nếu tách được thì cái bước mà tôi giải phân trì bậc hai nó đã ra nghiệm là số thực, nó lúc giải ra đúng một cái nghiệm là chỉ một, còn cái này là nghiệm phức. Thế có một cách khác, nếu các anh không có khả năng để chia đa thức thì có một cách khác đó là các anh sẽ phải làm phép nhân, nhưng phép nhân số nó sẽ rất là lẻ như thế này. Các anh sẽ làm như thế này này, quay lại cái bước dùng máy tính như này, tôi xóa vào cái này đi nha, quay lại bước này.
quay lại cái bước giải phương trình này, bậc 3 này gọi là 1 phần 36 này, rồi 11 phần 36 này. Nếu mà các anh không đủ khả năng để chia ra thức, tức là như kiểu là mình chưa tốt nghiệp vào cấp 2 đấy, nhưng mà chả hiểu thế nào mình lại ngồi ở học trường đại học rồi, thì các anh chúng ta sẽ làm như thế này. X trừ 1 nhé, có một cái nghĩa x cộng 1 viết ra. Bây giờ tôi cứ nháp luôn đây nhá. Kiểu gì kiểu tôi sẽ phải viết ra thành là x cộng 1 cái đã. Được chưa? Nếu mà đã có nghiệm trừ 1 thì sẽ phải có một cái phân tích thành x cộng 1. Nhân với này. Cái nghiệm thứ hai là trừ 5 cộng 3,316y. Thế thì nó sẽ phải thành là x trừ đi 5 là cộng 5 trừ đi 3,3166, viết càng dài ra thì nó càng chính xác. Y rồi giờ xong nghiệm thứ ba. Nghiệm thứ ba là trừ 5 trừ đi cái này, vậy thì tôi sẽ phải viết cái này bằng trừ 5 cộng 3,3166y, được chưa? Nên nếu có ba nghiệm thì sẽ phải viết ra cái này và phải chia cho bao nhiêu nhỉ? Đây nhá, ta có nhân tất cả nhau, ta có hệ số của x mũ 3 sẽ là 1 nhân là 1. Trong khi hệ số của x mũ 3 đây chỉ là 1 phần 36. Nhưng mà tôi phải chia cho 36 ở cái chỗ này. Đó. Xong rồi tôi sẽ nhân hai cái này vào nhau. Nhân hai cái này vào nhau để thì nó sẽ được kết quả như này. Đấy không, anh không tin. Anh tin cứ làm để thấy biết. Bằng x cộng 1 này. Đó nha. Nếu không biết cái kỹ thuật cao thì phải dùng cái cách nó gần này thôi. Tử vẫn là 36 này. Nha, mẫu này. X trên x là x bình. Đó rồi. X bình này. Cộng với gì? Bây giờ cộng với bao nhiêu x nhỉ? Nha. Cộng với x nhân với cái này. Xong lại cộng với cả một cái x nhân với cả cái này. Nhưng mà x nhân với cái đằng sau này là 5 cộng 3 phải bao nhiêu đấy? Cộng với x nhân với cái đằng trước này. Như vậy là cộng với nhau được 10x. Đúng không? Các anh không tìm nhân vào xem. Cộng 10x. Rồi cộng với, lúc này cộng với hai cái phần tự do này nhân với nhau. Cộng hai cái phần tự do này nhân với nhau. Thế nó bằng bao nhiêu? Thì hai cái số này là có cái dạng gì đấy? A trừ BI nhân với A cộng BI. À, như vậy có dạng là A trừ B nhân A cộng B đúng không? A trừ B nhân A cộng B sẽ được kết quả là A bình trừ B bình. Trong đó A bình là 25 rồi. 5 bình phương mà. 25 trừ B bình. B bình, B lúc này là 3,316Y. Vậy thì bình phương lên nó phải là dương. Tại vì Y bình phương là trừ 1 mà. Như vậy là cộng với 1 nhân với 3,316 bình phương này. Bây giờ phải bấm máy tính xem 3,316 nó bằng bao nhiêu ạ? 1 complex nó 3,3166 bình phương 10,9999, à nó là 11 ạ. Như vậy chỗ này cộng 1 nhân 11 cộng với 11. Được chưa? Thế vậy 25 cộng 11 tất cả bằng bao nhiêu? 36. 36. Thì tóm lại cái này bằng cái gì? Nào, x cộng 1 nhân với gì? X bình chia 36 cộng 10x chia 36 cộng 1. Đúng rồi, chia 36 vào thôi. X bình chia cho 36 cộng với cả 10x chia cho 36 cộng 1. Bây giờ thấy kết quả giống như cái này thôi. Đấy, thế nếu mà các anh không biết chia ra thức thì các anh làm như thế. Đấy là đi ngược từ kết quả, đi ngược từ cuối lên lên đầu và tận dụng tối đa sự trợ giúp của máy tính dành cho những anh nào mà chưa tốt nghiệp cấp 2 nhưng mà nhà trường lại bắt ngồi học đại học. Được chưa? Kết quả được như thế này. Được chưa? Thế bây giờ ta thay x chỉ bằng g omega thôi, có gì đâu. À đây, quên. 40 phần 36 chia luôn đi.
để ra được cái phần hệ số C. 40/36 chia là bao nhiêu nhỉ? 10/9. Đúng không? 10/9. Nhân với gì? Trên này là x này, trên này là x bình, như vậy là x mũ trừ 1. Được chưa? Xong rồi. Trên này là x trên 2 cộng 1 thì vẫn thế. Như vậy là thỏ thế này. Thôi nhỉ. Nha, x trên 2 cộng 1 tất cả bình. Còn dưới này là x cộng 1 này. Nhân với gì đây? X phần 36 tất cả bình, x phần 6 tất cả bình, x trên 6 tất cả bình này cộng x trên 6 nhân với 2 nhân với mấy nhỉ? À, bây giờ 10/36 thì thay bằng x trên 6 nhân 2 nhân mấy? Nhân 5/6. Nhân 5/6. Ok. Nó phải là một con số bé hơn 1 ở đây nhá. Thì thực sự tuyệt đối nó phải bé hơn 1. Bắt buộc chỗ này phải bé hơn 1. Tại vì nếu mà lớn hơn 1 phát bằng 1 là nó đã có nghiệm rồi. Có x bình cộng 2x cộng 1 mà. Lúc này anh đặt ẩn phụ x bình bằng x trên 6 ấy. Thì nếu hệ số này đã bằng 1 phát là đã có nghiệm rồi. Lớn hơn 1 lại càng có nghiệm. Delta càng lớn không. Cho nên con số này này khi tôi tách ra nó phải bé hơn 1. Rồi cộng với 1. Dạ. Yeah. Sau bây giờ lại x thì chính là gì? Z omega thôi. Z omega là z omega, đây là z omega. Tôi viết x chỉ nó ngắn này, đây nè, đây là đây, chính là cái z omega. Hai nhân 5 cộng 1, ok. Quả copy sang. Trở lại đây, là kết quả thế nào? Chưa, đấy. Hồi viết ra thành hàng ngang, hoặc là để dạng thương lại được nhé, không sao cả. Đây, sau khi thấy lấy loga ấy, thì loga của thương thì chính là hiệu các loga thôi, không vấn đề gì hết. Để thương lại được mà để dưới số mũ trừ kiểu trừ 1 lại được. Đó là 10/9 này, z omega cũng trừ 1, z omega trên 2 cộng 1 tất cả bình này, được chưa? Z omega trên 2 đây, cộng 1 tất cả bình đây. Đó, xong cộng 1 cả z omega cộng 1 cũng trừ 1. Ở đây chính là z omega cộng 1 nhưng mà nằm ở dưới mẫu cho nên là tương đương với là mũ trừ 1. Đó, xong cộng với cả z omega trên 6 tất cả bình này cộng 10/6 z omega trên 6 thì cũng được, nhưng mà đại khái là phải tách ra được nhìn thấy là z omega trên 6 nha, để thấy được, bắt buộc phải làm như thế thì mới thấy được. Sau này một chút nữa anh sẽ thấy là để thấy được cái tần số 6 này là chính là tần số gãy, nhưng phải tách ra dạng như được, phải tách ra được z omega trên 6 rồi nhân với 2 hoặc nhân với một cái đại lượng nào đó bé hơn 1 cộng thêm 1. Chưa? Chúng ta làm không có gì sai trái cả. Đây này, theo đây thấy nhá, phải tách ra được dạng là gì? Z omega trên một cái tần số gãy nào đó bình phương này cộng với 2, đây nhá, số 2 đây nhá, xong nhân với cái hằng số zeta k nào đó
Ở đây chính là 5 phần 6. Sau rồi nhân với cả di omega trên 6. Omega qk đây là bằng 6 mà. Đây là di omega qk 1 phần 6 ở dưới. Đây là 1 phần 6 rồi cộng với 1. Được chưa? Chúng ta tách ra thành một cái di omega trên omega qk này. Trong đó có một cái hằng số 2 ở đó này. Rồi cái zeta này trị từ tối của nó phải bé hơn 1. Khi nào tách đến đây mà lại zeta lại 1,5 vứt ngay. Thì lại là sai. Tức là chừng tình huống đó là chúng ta chưa đi đến đích. Viết không sai nhưng mà chưa đến đích. Bởi vì khi đó nó có nghĩa, có nghĩa luôn cái này nó sẽ tách thành tích của hai cái bậc nhất nữa. Mà vẽ bậc nhất thì nó dễ hơn. Mà vẽ bậc hai. Được chưa? Các anh có thắc mắc gì không? Khi biến đổi một cái hàm h omega bất kỳ về dạng chính tắc như này, về dạng hằng số nhân di omega mũ n nhân với tích của các đại lượng bậc nhất nhân tích của các đại lượng bậc hai. Đây 19 này, di omega mũ n này, tích của bậc nhất, đây là bậc nhất này, đây là bậc nhất này. Sau nhân tích của các đại lượng bậc hai, ở đây chỉ có một đại lượng bậc hai. Nhân đây 10/9 này nhân với cả di omega mũ n này nhân với bậc nhất này. Nhân thêm một cái bậc nhất nữa này. Đây là các đại lượng bậc nhất. Còn đây là đại lượng bậc 2. Chưa? Có ai thắc mắc gì không? Được hết rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi các anh làm việc gì các anh thì luôn. Nha, tôi đã dạy rất kỹ càng rồi nha, từng bước một. Làm thế nào? Này thì được tầm bao nhiêu điểm rồi ạ? 3 điểm. Biến đổi cái này được 1 điểm. Vẽ 2 điểm. Nhưng mà không biến đổi thì không vẽ được. Chắc chắn là các anh sẽ phải làm được cái bài này. Tôi giải thích rất là kỹ lưỡng từng bước một làm như thế nào, sử dụng máy tính ở bước nào. Không có gì cho đi tiếp nhá. Nào đã vẽ được rồi. Đã tính tách ra được dạng chính tắc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái xấp xỉ cho từng thành phần này rồi cộng lại với nhau sẽ được border biên nha, biên ạ. Bây giờ đã đáp ứng tần số với đơn vị decibel nó sẽ là như này. Công thức này nhắc lại này. Thay vì vẽ trực tiếp độ lớn của h omega, chúng ta sẽ vẽ độ lớn của 20 log h omega nha. Mà h omega chúng ta vừa tách ra thành tích rồi. Cho nên log của một tích bằng tổng các log nó sẽ bằng 20 lần log của C1 này cộng 20 lần log của di omega n này. Thực ra cái này nó chính là n lần 20 log của di omega. Đấy. Tổng cộng với tổng tất cả các log của cái đại lượng bậc nhất này. Để tổng tất cả các log của đại lượng bậc 2 này. Nhớ nhân với 20. Để tôi copy lại cái này. Cái hát ở đây để cho các bạn. Để hình dung. Nha, trong bài hát bằng này. Nha, nó là một tích. Thế 20 lần log của một tích. Đây là log của độ lớn của một tích. Mà h là một số phức. Cho nên độ lớn của một số phức bằng tích các độ lớn thành phần. Đấy, bằng tích các độ lớn. Thì đầu tiên là gì? Độ lớn của C1 này. Nha, mọi người nhớ là lấy log. Sau đó chúng ta mới lấy log của cái tích đấy. Thì bằng tổng các log mà. Trong log của GOM mũi N này. Đó, trong lớp của các cái biểu thức bậc nhất này, đến lớp của các biểu thức bậc hai này, được chưa? Còn đáp ứng pha là sao? Là pha của cái tích này, pha của tích bằng tổng góc pha thôi, bằng góc pha của C1 cộng góc pha của G omega cộng góc pha của L
đây là tích của các L, cho nên là nó cũng bằng tổng tất cả góc phang của các L, nó sẽ bằng tổng của tất cả góc phang Q. Dạ. Cái này có thể đưa n ra ngoài nhá. Mũ n thì tại vì lốc đây nó vẫn là một tích mà. Lốc này có thể đưa n ra ngoài. Chỗ này thì cũng thế này. Đây là góc của một tích thì bằng tổng các góc mà. Thế thì mỗi thằng Zioga có một góc nào đó thì có thể đưa n ra ngoài. N là góc của Zioga. Được rồi. Cái xem cái trang này cái nào có chỗ nào không hiểu không? Có chỗ nào không hiểu không? Để tôi hỏi nhá. Xem. Đâu học anh đi đâu? Anh Vương Trọng Phúc rồi. Nào Vương Trọng Phúc. Đấy, rồi cái thành phần học giỏi nó không thể học được. Nhưng đi kia cũng không là đầu bài. Vương Trọng Phúc. Hôm nay là ngày bao nhiêu 24. Anh Nguyễn Đức Anh à? Nguyễn Đức Anh. Thế xem là chi W mũ N, cái mũ N là cái bằng số như nào ạ? Mũ N à? Mũ N là nhân lên N lần em. Bây giờ còn hỏi mũ N. Thế nghe được không ạ? Có, cứ hỏi đi. Có gì không hiểu à? Mà em hơi lắc thì nghe đây em nói gì không ạ? Nghe được, cả lớp đều nghe thấy. À, dạ vâng. Nó, hỏi cái gì tưởng anh hỏi cái gì mà? Em hỏi lại là cái omega mũ n kia ấy ạ, thì là mũ n là mình sẽ cây số hay là như nào? Em chưa hiểu đã. Đối với một hệ thống cụ thể trong bài thi thì nó sẽ có một giá trị của n. Đây như hệ thống chúng ta vừa biến đổi trước là n ngoài trừ một, nè n trừ một thôi, nó là một con số sẽ có. Rồi thì cũng anh này thì trả lời tôi nào, cái ký hiệu cái góc vuông này là gì đây, ký hiệu của cái gì? Em mới thấy là số phức phải không ạ? Tất nhiên đây là số phức nhiều, nhưng mà ký hiệu của cái này là cái gì? Cái này là một ký hiệu cái gì đây? Cái kè à? Đấy, nó vẽ một cái vuông vuông ở dưới chân. Em nghĩ là số phức nên em chưa hỏi lại thầy. Đây là góc pha của cái số này. Đó, đây là góc pha của C1, đây là góc pha của Zioga mũ N. Đây là góc pha của H. Yeah, thế còn hai cái gậy này là gì? À, hai cái gậy hai bên là cái gì? Giá trị tuyệt đối ạ. Ôi rồi lại giá trị tuyệt đối. Tôi đến chết rồi các anh. Đây là số phức nhá. Hai cái gậy này chỉ mô đun của số phức. Độ lớn của cái số phức đấy. Yeah, là khoảng cách của nó tới tâm của để cái góc không ấy. Chứ không phải chỉ tuyệt đối. Đây là độ lớn mô đun của số phức. Còn đây là góc của số phức. Thôi rồi, hy vọng các anh cố thi qua này chứ cũng chả hy vọng các anh điểm cao. Chịu cũng không dạy được ai hơn đâu. Tôi nghĩ đến thế. Nào, như vậy là ta sẽ tính được
âm tần số với đơn vị decibel. Thì với đơn vị decibel thì mình đã còn là đồ này, có cái ký hiệu decibel đây này, thì nó sẽ tính bằng 20 lần độ lớn, 20 lần lốc của độ lớn, nó sẽ bằng tổng các cái này, pha thì bằng tổng các pha, rồi tôi sẽ xem từng thành phần này như nào, từng thành phần này như nào, rồi lấy tổng lại, xem từng thành phần này như nào, rồi lấy tổng lại, được chưa? Nào với thành phần hằng số, thì sẽ phần hằng số này, phần phần C1 này, thì có đáp ứng biên của nó là 20 lốc C1, đáp ứng pha của nó là góc C1, đúng không? Thế phần C1 này thì có đáp ứng biên của nó là 20 lốc C1, mà C thì không phụ thuộc vào omega, cho nên là 20 lần lốc, nhân lúc này sẽ là trị tuyệt đối, lúc này đặt lại bên nó là một số, số thực, cho nên là nó là trị tuyệt đối, 20 lốc C1, 20 lốc trị tuyệt đối, chứ không thể để âm được. C1 có thể âm, C1 có thể âm, nhưng khi âm thì lốc của số âm thì không lốc được, nó phải lấy đúng trị tuyệt đối, và nó sẽ là một hằng số, không phụ thuộc vào tần số, bản thân C không phụ thuộc vào tần số mà. Đây nó sẽ là một hằng số, nó 20 lần lốc C1 nằm ngang. Bây giờ đáp ứng biên của thành phần này là nằm ngang. Còn đáp ứng pha của thành phần này thì sao? Bởi vì nó là hằng số không phụ thuộc vào omega, cho nên nếu hằng số đó dương thì nó giống như là một số phức với góc bằng không. Bây giờ tôi vẽ một hằng phức ra này, cái C1 nó nằm ở đây này, thì nó sẽ là một cái số phức mà góc bằng không. Còn nếu C1 nằm ở đây thì nó tương ứng với cả một số phức góc bằng bao nhiêu? Nếu mà tôi coi đường đi như thế này thì số phức đây là góc 180 độ, nhưng cũng có thể coi là đi đường đi như thế này, cũng đến đây cả, thì số phức sẽ là âm 180 độ. Đó, cho nên là nó sẽ là cộng trừ 180 độ nếu C1 bé hơn 0. Cộng cũng được mà trừ cũng được, không sai. Cộng được cũng trừ được, vì tình huống cộng để làm chúng ta làm sao cho cái đồ thị nó gọn. Tức là nếu những cái phần còn lại của tổng nó là âm rồi ấy, thì nên là cái phần này tôi lấy nó là dương, dương 180 để nâng nó lên. Hoặc là cái phần này, phần còn lại của tổng mà nó là dương rồi thì tôi lấy nó là âm 180 để nó hạ nó xuống, thì vẽ nó đỡ tốn giấy. Được chưa? Như vậy cái thành phần thứ nhất là xong rồi, phần hằng số C là đã xong, biết biên của C, biết pha của C rồi. Sau đó tôi sẽ ghép với những cái biên và pha của những thành còn lại là được. Bây giờ đến thành phần thứ hai là phần G omega mũ n. Đây thành phần G omega mũ n. Thế G omega mũ n bản chất nó là gì? G omega mũ n thì độ lớn của nó nhá, 20 lần lốc này, biên của nó nhá sẽ 20 lần lốc của G omega mũ n, omega mũ n đúng không? Thì nó sẽ bằng 20 lần n, 20 này, lốc của một tích bằng tổng các lốc, đúng không? Vậy là tích n lần thì đổi n xuống, đổi n xuống sẽ còn là lốc của độ lớn của G omega, đúng không? Mà độ lớn của G omega thì chính là omega, đúng chưa? Các anh hiểu không? G omega là một cái số phức, G omega là một cái số phức nằm trên trục ảo và có độ lớn, đây có khoảng cách này là omega, cho nên là gì, độ lớn của số phức này chính là omega, hiểu chưa? Đấy, G omega là một cái số phức nằm trên trục ảo nên độ lớn của nó là omega. Chứ còn nếu mà G omega mũ n thì nó không phải là một số phức nằm trên trục ảo mà là một cái số phức có thể nằm ở bất cứ đâu tùy theo giá trị của n. Đấy, n bằng 0 thì nó nằm trên trục thực, n bằng 1 thì nằm trên trục ảo, n bằng 2 thì nó lại nằm ở đây, n bằng 3 nằm ở đây, n bằng 4 nó lại quay về trục thực này, n bằng 5 ở đây, n bằng 6 nằm ở đây. Đấy, chứ còn nếu mà G omega 0 ấy, chỉ có G omega không có mũ gì cả thì nó nằm trên trục ảo và có độ lớn là omega. Như vậy cái này sẽ bằng 20 lần này nhân với n này nhân với lốc của độ lớn của G omega, nó chính là 20 lần n lốc omega. Được chưa? Còn góc của nó thì sao? Góc của nó chính là góc của số G omega mũ n. Thì đây, trước đó tôi vừa vẽ xong. N bằng 1 này, thì nó là gì? N bằng 0 nhá. Đấy, khi N bằng 0, thì nó bằng gì? Bằng 1. Con số này bằng 1, cho nên góc của nó bằng 0. Khi N bằng 1,
thì nó nằm trên trục ảo trên này, đúng không? Omega lần g mà d trục cũng trục d trục g mà, n bằng 2 thì nó nằm ở đây, n bằng 3 nó nằm xuống đây, n bằng 4 nó quay về đây. Như vậy là góc của nó sẽ bằng pi trên 2 lần n, đúng không? Đây là n bằng 1 thì nó nằm ở đây là pi trên 2 con dài, n bằng 2 nằm ở đây là 180 độ đấy, là dương pi đấy, đúng không? Như vậy nó bằng n bằng 2 thì nó 108, n bằng 3 207, n bằng 4 nó lại 306, n bằng 5 nó lại là 450. Tức là nó sẽ bằng n lần 90 độ. Được chưa? Đấy, n lần 90 độ. Và nó cũng không đổi. Không phụ thuộc omega. Đấy. Cho nên là cái này thi theo trục omega nhé. Cái omega đây thì n 1 thì nó nằm ở đây, dương 90 này. N bằng 2 bằng 108 không đổi, n bằng trừ 1 âm 90 không đổi. Cái n bằng trừ 1 này thì là phía âm, đúng không? N bằng 2, n bằng 3. N bằng 5 thì sao? Nó là sự n bằng 5 thì các anh sẽ lấy góc bằng bao nhiêu? Trẻ đã lấy 450 trên này. 450 to quá. N bằng 0 này, N bằng 1 này, N bằng 2 này, N bằng 3 này, N bằng 4 này, N bằng 5 này. À, hóa ra N bằng 5 là cũng chính là N bằng 1 luôn. Nhá, tương ứng N bằng 5 thì tôi lấy góc pha là 90 N, à 90 độ luôn. Cho nó gần, được chưa? Cho nó gần. Hoặc anh nào giờ hơi N bằng 5 thì tôi lấy bằng 450 cũng được. Hoặc N bằng 5 mà tôi lấy bằng 450 thì cộng thêm 360 độ cũng được. Mà tự nhiên nó lại xa xôi quá, không cần thiết. N bằng 5 rồi tôi cứ lấy bằng 90 thôi. Đấy, N bằng 6 thì tôi lại quay lại 180. N bằng 7 đến đây, N bằng 8 đến đây, N bằng 9. Không nhất thiết là phải 9 lần 90, mà N bằng 9 vẫn là 90 độ cũng được. Về góc pha của nó, cũng được nhé. Vẽ ra được cái này. Thế còn cái phần đồ thị của 20 log n tại sao nó là đường thẳng? Nào, 20 log n thì tại vì là tôi đã chọn trục hoành là log của omega. Cho nên nó sẽ là một 20n nhân x thôi. Nhưng nếu đơn vị đây là log của omega này thì nó là 20n nhân x. Mà 20n nhân x thì nó chính là một cái đường thẳng dốc lên với độ dốc là 20n. Nhá. Với độ dốc là 20n thì đi sang một đề cát thì sẽ đi lên là 20n. À, trường hợp đầu 2 các nhìn nhé, trường hợp đầu 2 này đi sang từ 1 đến 10 đây là omega, thế còn đổi sang log ấy, thì nó sẽ là từ mấy, từ 0 cho đến 1. Đấy, tức là sang 1 đề cát, sang 1 thì sẽ đi lên là 20n, với n bằng 2 nó sẽ đi lên là 40. Được chưa? Từ đây đến đây nó sẽ đi lên là từ 0 đến 40. Còn trường hợp n bằng 1 này thì từ sang 1 đề cát thì nó sẽ đi lên là 20n là 20, được chưa? 20. Được chưa? Thế cái trục này là trục gì? Trục này là trục khi mà log bằng mấy? Cái trục này chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng cái trục dọc trên cái đồ thị này thứ ra là hơi mông lung nhỉ? Tại vì là nếu mà đơn vị là omega thì cái chỗ này nó sẽ ứng với là 0,1, đúng không? Đặt trục dọc mà tại vị trí 0,1 cái trường không ổn. Còn nếu mà đơn vị là log ấy thì được. À, nếu đơn vị log thì tại cái vị trí này nó sẽ là mũ 0. Là mũ 0 thì được. Đặt đơn vị omega đặt chỗ đấy là 0,0, nó là 0,1 ạ. Sẽ có bài anh thấy là cái trục dọc đấy đôi khi đưa vào chỉ là để căn xem nó lên hay là xuống được bao nhiêu, còn đặt cái vị trí cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Còn nếu mà bắt buộc anh phải đặt cái trục đấy vào thì anh nhớ đặt tại vị trí log bằng 0. Log bằng 0 là tần số bằng 1. Chỗ này này, nếu mà anh vẽ tần số là phải tần số 1 à, nhưng mà đây
Đây gọi là tần số 1 là ở chỗ này. Đây, đây, tần số 1 thì tại đây. Tần số 1 là nhưng mà vẽ cái trục dọc tại vị trí tại đây. Nên nó hơi buồn cười. Chả hiểu điều gì. Nhá. Tuy nhiên vẽ một cái đường thẳng tại vị trí 0,1. Thường cháo giờ người ta vẽ chỗ đấy cả. Thường cái đường thẳng này đúng trục tung nó phải đi qua góc tọa độ. Nó phải đi qua điểm 0. Nó phải đi qua cái chỗ này này. Đấy, đi qua cái chỗ này mới đúng. Đi qua chỗ này chừng chả đúng lắm. Nhưng mà thôi không sao. Miễn sao các anh biết được rằng đi sang phải một đề cát thì đi lên 20N là được. Nhá, cứ sang phải một đề cát đi lên 20N. Đi thi thì cái bài này các anh nên là mang giấy ô ly đi vào vẽ. Nên vẽ trên giấy ô ly để khỏi phải chia cái này, mất thời gian. Và khi chấm thì chúng tôi cũng thấy này, thằng này nó thấy là sang một ô thì nó lên 20 ô. Hoặc là lên bao nhiêu ô đấy. Thì thấy ngay là vẽ đúng. Đấy, thì cái phần này các anh đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó, thành phần này là gạo nở. Biên của nó là đường thẳng. Pha của nó là không đổi. Đó, biên của nó là đường thẳng và đi lên tại vị trí lốc bằng 0 với độ dốc là 20N. Đấy, lốc bằng 0 là ứng với tần số 1. Đấy, thì cái này tôi vẽ lại trên cái đồ thị mà lốc 0 nhá. Đây là lốc này. Omega này. Thì đi lên từ đây chẳng hạn. Đi lên như đây nhá. Không có dấu này. Thì đây nó sẽ là ứng với bằng mấy? Bằng 0 này. 1 này. 2 này. 3 này. Chỗ này nó sẽ là 20N. Nha, chỗ này nó sẽ là 40N. Yeah, và vị trí này là không, và cái trục dọc này là cái trục dọc này là khác nhau hoàn toàn nhé. Trục dọc này hơi bị buồn cười, nó đâm lên ở cái vị trí chỗ này là không phẩy mấy nhỉ, chả biết là không phẩy mấy cả, không hiểu cái tần số ở đây nó sẽ là bao nhiêu, theo các anh tần số nó bao nhiêu, rất khó hiểu cái tần số tại vị trí này, không biết. Đây là một thì đây không phải là không nhá, nếu mà không nó phải nằm tí xa về bên tay trái này. Tại vì không thì cái muốn lốc bằng không nó phải omega nó phải âm vô cùng thì lốc nó mới ra không. Âm vô cùng. 10 mũ âm vô cùng thì nó mới ra không. Để cái trục này là đặt đây vô duyên. Đôi khi thậm chí các anh khả cứ đặt cái trục này. Không muốn đặt. Hoặc là đặt vào chỉ để thể hiện là lên xuống bao nhiêu thôi, chứ không phải là cái vị trí gốc tọa độ. Còn muốn đặt, tốt nhất là cái đặt trên đồ thị lốc và đặt tại vị trí lốc bằng 0, tức là ứng với tần số bằng 1. Ấy. Tức là nếu có tần số 1 thì đặt chỗ này này. Đặt chỗ này thì đúng rồi. Và nó cũng hợp lý. Được chưa? Tần số 1. Tiếp theo đến thành phần bậc mấy rồi? Tuyến tính đi. Thành phần tuyến tính thành phần bậc 2 nữa là hết thôi. À, thành phần tuyến tính. Thì lúc này mới đến là đồ thị ý nghĩa của Bo này. Chứ nếu mà cái phần trước thì vẫn còn dễ. Phần này là đồ thị vẫn là chính xác luôn. Luôn luôn đúng. Nhưng thành phần tuyến tính này. Thành phần tính nếu mà khảo sát cái omega chạy từ trừ vô cùng cho đến dương vô cùng xong tìm độ lớn của cái này thì nó cũng mệt đấy. Độ lớn của cái này nó sẽ là gì? Bình phương của phần thực này. Rồi lại bình phương phần nào? À, bình phương phần nào? Bình phương phần thực lấy căn bậc 2. À, vẽ hơi mệt. Vẽ câu này hơi mệt nên người ta phải dùng cái kỹ thuật vẽ xấp xỉ. Nó xét ở miền thứ nhất này. Miền thứ nhất đó là khi mà omega bé hơn omega li rất nhiều. Khi mà bé hơn rất nhiều. Và dĩ nhiên là vẫn lớn không nhé. Bé hơn nhiều lần đấy. Chứ không phải là khi hỏi là kiểu mở 1.000 mà bé hơn 1 đó không phải. Đây là như kiểu là 0.01 thì nó bé hơn 1 ấy. Bé nhiều lần ấy. Khi bé nhiều lần thì dẫn đến là cái này sắp xỉ 0. Đúng không? Cái này sắp xỉ 0. Vậy thì
cái phần đồ thị, cái biên của nó, 20 log biên của nó nhá. 20 log biên của nó sẽ thành là gì? Cái này sắp xỉ không. Như vậy log của 1, thế log của 1 thì bằng gì? Bằng 0. Như vậy là cái phần khi omega bé omega li, độ lớn của cái này là sắp xỉ không. Yeah, sắp xỉ không. Yeah, trên đồ thị như này, log như này. Đấy, ở cái vùng mà omega bé hơn omega li rất nhiều. Chẳng đây là omega li đi. Vậy thì bé hơn nó sẽ nằm ở vùng này đúng không? Vùng này đồ thị biên là sắp xỉ không. Thì tôi cứ tiệm cận tôi giả sử nó bằng cái bằng bằng không đấy. Nó gần bằng không, tôi chơi giả thử nó sát với đường này, nó không phải nằm trên đường này nhá. Nó sát với cái đường này. Ôi. À, tiếp theo, khi mà omega bộ lớn hơn omega li nhiều lần ở phía dương này, thì nó có là cái thương này nó sẽ lớn hơn một rất là nhiều. Đó là độ lớn của nó, nên độ lớn của số phương này lúc này sẽ chủ yếu gây bởi phần nào? Không gây bởi phần thực nữa, có gây bởi phần thực nhưng một ít thôi, còn chủ yếu gây bởi phần nào? Nên là ngắt bỏ phần thực đi. Như vậy là độ lớn này sẽ là A2, cái này đơn vị decibel, có mình bảo sai rồi. Chưa thì tôi sửa. Bài nào có bạn chỗ này nó viết là A2, viết decibel. Dạ, chỗ này là decibel. Decibel. DB. Đây, còn DB. Thế lúc này là ngắt bỏ cái phần 1 đi nhá. Và độ lớn của cái số phức Z nhân omega trên omega li thì chính là omega trên omega li thôi. Độ lớn mà. Module của số phức không còn phần gì nữa, nó là cái số phức trên trục ảo, nó chỉ còn omega trên omega li. Mà lúc này log của một thương thì bằng hiệu các log mà log của omega trừ omega li, và chỉ vẽ trên phần tần số dương thôi, cho nên là nó bỏ được cái dấu độ lớn đi, bỏ dấu chỉ tuyệt đối đi. Lúc này chỗ này là chỉ tuyệt đối nha, chỗ này là chỉ tuyệt đối, còn chỗ này là dấu này, dấu độ lớn này. Chỗ này là độ lớn này. Chúng mình là chỉ tuyệt đối. Như vậy là 20 m ra ngoài này. 20 m log omega trừ omega li. Thế thì nó có cái dạng là gì nhỉ? Một cái đường thẳng bằng không tại omega bằng omega li, tức là đi qua cái điểm này. Khi omega bằng omega li thì nó bằng không, đi qua cái điểm này. Và nó sẽ dốc lên với độ dốc là 20 mi. Dốc lên độ dốc 20 mi. Bởi vì đơn vị theo trục nằm ngang là log omega mà. Như vậy nếu sang đây là 10 là omega li này. Đây là 10 omega li, tức là sang một đế cát nhé. Nên trên đồ thị log thì nó sẽ là sang một đơn vị. Nhân 10 lần thì trên log nó sẽ là sang một đơn vị. Chia 10 lần thì là sang trái một đơn vị. Đó, sang khi sang một đơn vị trên đồ thị log này thì độ cao của nó chỗ này nó chính là 20 m. Được chưa? Vậy tôi tìm được hai cái sấp xỉ. Thì giống như là ban nãy tôi vẽ cái đồ thị 19x ấy, tôi tìm được một sấp xỉ dọc này, một cái sấp xỉ ngang này, và tìm thêm một cái điểm đặc biệt nào đó giữa để nối lại. Thế ở đây điểm nào là điểm đặc biệt? Đây không phải là border nhá, đây chỉ là hai cái sấp xỉ tiệm cận, hai sấp xỉ tiệm cận của cái đồ thị mà tôi của cái phổ cái đồ thị border biên mà ta cần vẽ thôi, chứ không phải là đồ thị. Để tìm thêm một cái điểm đỉnh nữa. Thế tại omega bằng omega li thì nó bằng bao nhiêu? Nào, tại omega mà bằng omega li thì theo vào đây ta được đây là 1. Như vậy log của z cộng 1. Z cộng 1 là số phức có biên độ là bao nhiêu? Nào, lại hỏi tiếp xem có thanh niên có đủ tư cách để đi thi đua này. Quách Thành Công nào. Không đi học.
đã học lại lại còn đời học. Anh Nguyễn Văn Chiến nào. Nguyễn Văn Chiến. Dạ, có đây ạ. Trả lời thế nào? Trả lời nào? Có học không? Anh có học cho lớp không? Có thế rồi. Em có mà. Chiến cơ mà, đồng Chiến đâu nhỉ? Em... Công có thầy ơi. Không có, thế công trả lời thế nào? À. À. Trường mình giáo trình thì tốt, giáo viên thì toàn tiến sĩ nước ngoài. Nhưng mà tôi học sinh không chịu học thì cũng chịu rồi. Không chịu học thì có thánh, không có giáo sư MIT về đây dạy các anh cũng trả được cái chữ gì vào đâu. Anh có học đâu? Anh ngồi trong lớp có thể nghe đâu, thầy hỏi chứ. Chả biết thầy hỏi gì. Nhá, khi tình huống mà omega bằng omega li thì chỗ này bằng 1. 1 thì đây là số phước là J cộng 1. Nên biên độ của nó sẽ là căn 2, đúng không? Căn bậc 2 của phần thực bình cộng với cả phần ảo bình, phần thực là 1, phần ảo 1 mà. Như vậy căn 2. Căn 2 cho nên là chỗ tại vị trí đặc biệt này tôi sẽ vẽ được, tôi sẽ tính được ấy. Nhá, nó sẽ là log của căn 2 này. À, log rồi, log. Chỗ nào nhỉ? Cái dấu log ở đây. Log của căn 2. Log chính là cơ số 10 của căn 2. Được chưa? Sau nhân với 20m. Nhân. Như vậy là được 3,01m. Dạ, m tôi biết, đối với một hệ sống bất kỳ m tôi biết. Nên tôi sẽ biết được cái điểm này. Chỗ này nó sẽ là bao. Vừa mới tính được 30 3m đúng không? 3m. 20 nhân log của. Già thì vừa mới nói xong quên. Thì... log của căn 2. Đúng không? Nhân với 20. À, 3m. À, đây sẽ là 3m. Bé hơn 20m rất nhiều, đúng không? Như vậy tôi biết được tiệm cận trái của nó này là sát với 0 này, đúng không? Sắp xỉ 0. Tiệm cận phải là bám theo cái đường thẳng độ dốc bằng 20m và tại cái vị trí này thì đi qua cái điểm có độ cao bằng 3m. Vậy tôi sẽ vẽ được xấp xỉ như này. Được. Đấy, vậy xác định hai tiệm cận là một cái điểm đặc biệt thì vẽ nhanh hơn là cái cứ thay omega bằng tất cả các số từ không, từ rất nhỏ từ 0 cho đến 10.000 thì mỗi một số anh thay được một cái thì vẽ nó sẽ rất là lâu, đúng không? Vẽ như thế chính xác ấy, nhưng mà lâu. Thay vì vẽ như thế tôi chỉ cần hai tiệm cận và một điểm đặc biệt. Vẽ một phát. Đây sẽ là đường xấp xỉ. Đây lúc này mới gọi là đồ thị Bô này. Đây là đồ thị Bô biên độ của thành phần bậc nhất. Nó là cái dạng xấp xỉ tiệm cận với hai tiệm cận trái và phải. Đây omega gọi là tần số gãy. Đây này, tại vì thấy là tại chỗ này cái hai cái tiệm cận của nó gãy phát rồi. Omega y nó gọi là thành phần tần số gãy. Li là viết tắt của chữ lai nhi, tiến tính. Ba điểm. 3m.
được chưa? Nó bé hơn, tức là omega mà bé hơn tần số gãy này rất là nhiều, thì ra được là bằng không nhá. Thế còn lớn hơn tần số gãy thì nó sẽ xấp xỉ với độ dốc là 20 li. Đây anh nhìn nhá, từ chỗ omega li cho đến 10 omega li là tăng một thịt đề cát theo đơn vị log omega nhá. Thì độ tăng của độ lớn nó sẽ là 20 mi đấy, sang một thì lên 20 mi, và tính tiếp một cái điểm đặc biệt chỗ này là ba phẩy không mấy cơ, người ta viết ngắn gọn là 3. Tại tần số gãy tính trước cái điểm này là bằng bao nhiêu, sau đó đi từ đây tiếp xúc đây. Nó lại phải nhắc lại cái trục này không phải là cái trục mà tại đó lốc bằng không nào. Chưa biết đâu, cũng có thể bằng không tần số không không phải ứng với trục, nên người ta vẽ đây tần số này, nhưng cái chỗ này không phải là cái chỗ mà tần số bằng không nhé. Tần số bằng không nó phải nằm chỗ âm cùng, người ta đưa vào để xem là cái độ cao độ tăng theo trục dọc thôi, chứ không phải. Còn tốt nhất là nên đặt ở vị trí lốc bằng không chứ không phải là vị trí không bằng không. Thế đấy là m dương thì nó đâm lên trên, m dương dốc lên, còn m âm thì dốc xuống, m âm dốc xuống. Còn cái điểm tại vị trí tần số gãy này vẫn tính được, nó vẫn là 3 mi thôi, vẫn là 3 này, và cũng lại tiếp tuyến này xa 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 vào đây, đến đây đi qua cái điểm này rồi tiệm cận đến đây. Được chưa? Có nhau thắc mắc gì không? Rồi thành phần bậc nhất là xong. Phần biên độ nhá, phần pha của thành phần bậc nhất. Nào nhìn lại xem thành phần bậc nhất nó có cái dạng gì, omega chia omega l cộng 1 mũ m đúng không? Xem phần pha của nó này. Là cái phần pha thì góc của góc này bằng góc của số phức này thì bằng m lần góc của số phức này, được chưa? Tại vì nó số phức tích mà. Của m là số phức thì bằng m lần góc góc của cái tích đó sẽ bằng m lần góc của một số. Như vậy góc của số này chúng ta phải xem góc của số này, thì khi mà omega bé omega li rất nhiều đấy, người ta cũng dùng cái kỹ thuật là xem hai cái tiệm cận hai phía nó như thế nào để vẽ xấp xỉ thôi. Còn muốn vẽ chính xác thì cứ cho m omega nó chạy mà vẽ, thì những năm 30 người ta không làm cái điều đó. Là tiệm cận à, khi gì omega bé omega lớn rất nhiều thì dẫn đến là gì, cái là xấp xỉ bằng một mà góc của số 1 thì bằng không, nhà góc số 1 bằng không, cho nên tiệm cận bên trái là cái đường nằm ngang bằng không. Cái bên phải thì sao, khi omega lớn omega lớn rất nhiều thì cái này nó sẽ là một hằng số nhưng với gì, còn cắt bỏ cái đuôi một đi, số 1 này không đáng kể. À, thì cái hằng số nhân với z thì nó sẽ là một cái số phức chọc thẳng lên, nên góc của nó sẽ là 90 độ nha. Nhân thêm m ngoài nó sẽ được 90 độ nhân m. Bây giờ vẽ tiếp tại một điểm của tần số cắt hai tiệm cận rồi, về một điểm đặc biệt là giống như đây này, hai tiệm cận và một điểm đặc biệt, thì đây cũng có hai tiệm cận và điểm đặc biệt là tại tần số cắt. Tần số cắt thì chỗ này nó sẽ là gì, số phức này là z cộng 1, z cộng 1 góc góc của nó là bằng gì, 45 độ. À, đây đây là z cộng 1 đây, rồi góc nó là 45 độ. Đây, z cộng 1 góc là 45 độ, rồi là m lần 45 độ. Thế cho m một giá trị là sẽ biết, đúng không? Biết tất cả số này. Vậy là biết 3 điểm rồi. À đâu, biết 1 điểm, biết 2 điểm cận. Đây nhá. Ở cái phần mà bé hơn omega li đây nhá. Bé hơn omega li này. Thì tiệm cận với 0. Không không à. Nhân lớn hơn omega li thì tiệm cận với 90m. Đây, 90m. Thế còn tại omega li thì nó bằng 45, à nó chính giữa luôn, chính là giữa. Vậy tôi sẽ có ba 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 đường, tôi sẽ có một tiệm cận như này này,
Tôi tiệm cận như này này. Và tôi đã biết tôi chắc chắn nó chỉ đi qua điểm này nữa. Thế thì như vậy là trong cái quá trình chuyển từ tiệm cận này sang tiệm cận kia, nó sẽ phải bám theo một cái đường nào đó mà để đi qua cái tâm này. Đúng không? Bám theo cái đường nào để đi qua cái tâm. Thì không thể nào đi với sang đây được. Nó lại không qua tâm này đúng không? Mà cũng không thể nào mà lại tiệm cận từ rất sớm hay được. Thì nó cũng đến thôi. Thì nó không qua cái điểm này. Vậy thì tiệm cận theo đường nào mà để nó đi qua được đúng cái điểm giữa này? À, theo anh là đường nào? Thì bởi vì là người ta vẽ sấp xỉ nha, bởi vì là người ta vẽ sấp xỉ nên người ta sẽ quy ước là gì? Tại vị trí thân số cắt này, tôi lấy sang phải một đề cát và lấy sang trái một đề cát, nối lại với nhau là được. Nói đây, từ omega LI sang phải một đề cát là 10 L omega LI. Tôi lấy cái điểm này trên cái tiệm cận phía trên, nên rồi sang trái một đề cát là từ omega LI thì chia ra omega LI chia 10. Nếu đơn vị là omega thì sẽ omega LI chia 10. Còn trên đồ thị lóc ấy, thì các anh chỉ lấy sang phải, sang trái một đơn vị thôi. Thì lấy trên cái tiệm cận dưới, rồi sau đó lấy cái tiệm cận trên, ta nối hai điểm này với nhau. Nối hai điểm này, lúc này sẽ là được cái tiệm cận của cái quá trình xiên. Như vậy là có một cái tiệm cận ở đây này, tiệm cận ở đây này, một điểm ở giữa này, và một cái tiệm cận ở xiên này. Thế bây giờ tôi vẽ thôi. Vẽ bám theo cái đường đó. Ở xa xa thì bám theo tiệm cận bên này. Xong đây nó phải đi xuyên qua cái điểm này. Điểm này điểm chắc chắn đi qua nhá. Cũng không phải tiệm cận, chắc chắn đi qua. Xong rồi lúc nó vẫn gần với cả cái tiệm cận xuyên này. Xong đến đây, lên đến vùng tần số cao. Thì nó lại bám theo tiệm cận phía trên. Đó, nó lại được cổ pha. Đồ thị mô đồ pha. Có thể phần bằng nhất. Nó là như thế. Yeah. Rất bé này thì là bằng không này. Rất lớn này, 90m này, ở giữa là 45m này. Rồi cái đường xiên này lấy bằng cách thì tần số cắt, lấy sang phải một đơn vị, lấy sang trái một đơn vị. Rồi xiên, nhá, sang phải một đơn vị thì lấy ở phần phía trên, sang trái một đơn vị lấy ở phần phía dưới, rồi xiên. Được chưa? Hiểu là đã hiểu chưa? Nhưng mà để cho các anh đọc cái này, chắc anh sao mai thì. Nhưng bản chất nó là như thế. Sang phải một đơn vị, sang trái một đơn vị, rồi xiên này. Xong rồi tiệm cận nó đi qua tâm không này, sau đó vẫn tiệm cận sát. Như đây. Đấy là phần mà MI là dương, MI âm thì đây, bên trái nó vẫn là không, nhưng bên phải là ở phía dưới. 90 MI mà MI dương nó phải ở dưới. Yeah. Trong cái điểm 45 thì vẫn ở giữa này. Xong cũng tần số cắt này, sang phải một đơn vị thì lấy. À đây sang trái một đơn vị thì lấy cái điểm này. Sang phải một đơn vị lấy điểm này, nối lại. Thôi vẽ xuyên qua chà. Các anh nào mà cẩn thận nữa nhé, thì tại cái vị trí mà omega LI chia 10 này có tính được L không? Tính được. Đấy, tính được L, xong rồi tính được 20 log của nó, tính được thì sẽ tính được cái điểm này. Đấy, xong rồi tại vị trí này là 10 lần omega LI thì cũng tính được cái điểm này. Xong rồi nối càng chính xác thôi, thực ra làm thế càng chính xác, mất thời gian. Tôi chỉ cần nối sao cho nó xuyên qua cái này, xuyên qua cái điểm đúng 45 rồi, đây là điểm chắc chắn đi qua, rồi xuyên qua cái này, à, rồi tiệm cận đến đây, được. Còn điểm này, mà điểm này thích thì tính, không thích thôi. Còn thời gian thì có thể nắn nót, lấy máy tính ra bấm được, các anh nhập số phức vào, nhập tần số vào, tính ra độ lớn của pha tính được. Còn thời gian thì làm gì, nếu không thì không cần thiết. Vẽ như này được. Để cho các anh đã hiểu cho cái phần pha là như thế. Phần pha và phần biên. Biên thì có vẻ dễ hơn nhỉ. Biên có một cái góc khúc và một cái điểm giữa nối vào. Độ lớn là 20m. Đây nó là 20 log. Phần pha thì là 90. 90 phải không? Đây là bậc nhất. Bậc nhất thì tương đương với quay đi 90 độ.
Thế còn một thành phần nữa, thành phần bậc 2. Thành phần bậc 2 diễn giải hơi dài dòng. Các anh cố nhá, cố nghe nốt xong rồi. Để sau chúng ta vẽ, chỉ vẽ thôi. Chúng ta chỉ vẽ, chắc chắn là lấy 3 điểm với bài này, không thể bỏ phí được. Nha, thành phần bậc 2 này. Cái phần biên thì sao? Nào, phần biên thì tôi cũng lấy logo của cái này. Xong rồi tôi cũng lấy 20 lần lên. Nha, vẫn là 20 lần log này. Số mũ pk bỏ xuống này như vậy là 20 pk nhân log của cái này. Cũng làm cái động tác là tìm hai cái tiệm cận trước. Cảm nhận thứ nhất là khi mà bé hơn omega pk rất nhiều thì cái này dẫn đến là gì? Cái này bằng 0 này. Cái này cũng bằng 0 nốt này, như vậy cái này bằng 1, 1 log của 1 thì bằng 0, nhưng cái này tiệm cận trái cũng bằng 0. Thế tiệm cận phải thì sao? Khi lớn hơn omega pk rất nhiều thì ta sẽ được là cái số 1 này không đáng kể này bỏ đi này. Yeah. Cái số này thì không đáng kể so với bình phương của nó. Không? Nhưng một số lớn hơn 1 rất nhiều thì bình phương của nó sẽ lớn hơn số đó. 1.000 bình phương lên bằng 1 triệu, lớn hơn 1.000 rất là nhiều. Hay chứ còn 10 bình phương lên là 100 thì chỉ lớn hơn 10, có 10 lần thôi, 1 triệu ứng 1.000 là 1.000 lần. Thì nó cắt đuôi. Khi lớn hơn rất nhiều cắt đuôi, cắt bỏ cái phần này đi, cắt bỏ phần này đi, chỉ còn G omega trên omega qk bình phương thôi. Thế nên đảo xuống nó sẽ bằng gì? Bình phương đảo xuống nó sẽ là 40. 40. 40 nhân log của cái G omega trên omega qk. Thì lấy phần lớn, lấy độ lớn sẽ được là log omega trừ log omega qk. Thì nó cũng là một cái đường thẳng xiên lên từ chỗ omega qk và độ dốc là 40 pk. Dốc đôi rồi dốc đối với bậc nhất hoàn toàn hợp lý nhỉ. Bậc nhất thì là 20 thì bây giờ là 40. Đấy. Ví dụ đây trường hợp này là q, trường hợp này là p âm này thì bên trái nó vẫn là 0 này. Nhá, bên phải vẫn tiệm cận là 40 pk. Còn hình nào nữa? Đây không có, đây 40 pk. Tuy nhiên là cái bậc hai này vẽ không chỉ đơn thuần là một cái đường như này. Bậc 2 nó có một điểm cực trị. Người ta sẽ tìm tiếp cái điểm cực trị của cái đồ thị biên này. Đường cực trị gặp ở đâu? Thì bây giờ người ta sẽ tìm độ lớn của cái này theo omega. Độ lớn tính được nhá, khảo sát cái hàm. Độ lớn của cái hàm này tính được. Bởi vì đây là một hằng số, đây là một số thực này. Đây là một số thực này, đây là một số phức này. Độ lớn của nó sẽ là gì? 1 cộng với cả omega trên omega pk tất cả bình này. Xong rồi tất cả bình phương cộng với cái này bình phương lấy căn. Nhá. Độ lớn của số phức là biết. Xong rồi ta khảo sát cái hàm đó thì thấy được là cái giá trị của độ lớn của số phức này nó sẽ lớn nhất tại vị trí gì? Đây, tính chung luôn, giá trị của nó sẽ bằng 20 pk log của cái này. Và sẽ đạt tại vị trí mà omega pk bằng omega pk nhân với cái này. Theta biết nhá. Theta biết rồi. Cái chỗ này là chắc chắn là ta biết rồi. Đó, 1 trừ 2 cái này chắc chắn là làm được. Tại vì theta mà lại chúng ta tính ra là gì? Bé 1 mà. Đúng không? Bé 1 nên bình phương bé hơn hơn 1. Đấy, 1 trừ là lấy căn. Đấy, khi không bé 1 trên căn 2. 1 trên căn 2 là cỡ 0,7 đấy. Khi mà 0.7 hay 0.7 thì đặt tại cái này và bằng 0 pi trong cái đoạn từ 0.7 cho đến 1, chứ không có khi nào zeta lớn hơn 1 nhé. Và bằng 0 khi điều này và đặt tại omega pk bằng 0. Như vậy là khi mà zeta nằm trong khoảng từ 0.7 cho đến 1 thì cái đỉnh của đáp ứng biên này nó lại tại 0 cơ. Đây, trong trường hợp mà zeta lớn hơn 0.7 nhá, thì đỉnh nó nằm ở đây này. Và cái đáp ứng biên này nó sẽ tiệm cận. Nó vẫn có tiệm cận trái như này. Rồi tiệm cận phải là cái đường 40 pk này. Nhưng mà đỉnh nó đặt tại 0. Thế thì để vẽ chính xác thì tôi sẽ tính thêm một cái điểm tại tần số gãy. Đó, tính thêm một cái điểm tại tần số gãy bằng bao nhiêu đấy? Để tôi nối. Đấy, thế còn trong trường hợp mà zeta nó bé hơn 0.7 thì sẽ tính được cái đỉnh làm lệch tại 0 đi. Đấy, đâu đó ở chỗ này này. Thế thì lúc này chúng ta chỉ cần tiệm cận trái này, đi qua điểm cực đại này, rồi lại bám xuống điểm cực tiểu. Được, lúc này không cần phải tính thêm cái điểm này nữa.
tính cũng được nhưng tính thì không có nhiều ý nghĩa, không cần tính nó vẽ vẫn gần đúng được. Còn trường hợp mà zeta lớn hơn 0,7 ấy, thì bởi vì đỉnh tại không thì một con không thì tiệm cận thì xuống đây thì phải hơi thiếu thông tin nhỉ. Tìm thêm một cái điểm này nữa vẽ đấy, thế còn mà zeta bé hơn 0,7 nó sẽ tồn tại điểm cực đại, tôi chỉ cần tiệm cận trái mà không đi qua cực đại tiệm cận phải 40 pk là được. Dạ, yeah, trường hợp mà không thì tính thêm các đường biên tại UPK, tức là tại tần số ấy để vẽ nó dễ hơn. Và tính được hóa ra là cũng đơn giản. Nó chính bằng 20 lần PK log của 2 zeta K. Dạ, yeah, omega bằng UPK theo đây này. Omega bằng UPK nhá. Thì sẽ được đây là 1. Đó, 1 nhân Z tất cả bình. Z bình là trừ 1. Trừ 1 là nhân với 1 là trừ 1, đem cộng với 1 là hết. Thế chỉ còn là 2 lần zeta nhân với z, hai cái này bằng nhau. Như vậy nó chính là 2 zeta k thôi. Hiểu lớp của 2 zeta, 20 pk nhân lớp của 2 zeta. Đấy, 20 pk nhân lớp của 2 zeta. Thế còn khi mà có điểm cực trị thì biểu thức nó phức tạp hơn. Đó, khi có điểm cực trị, bé không về. Nó sẽ là 20 lớp của 2 zeta như này. Và sẽ đạt tại omega quy k nhân căn bậc 2 của 1 trừ 2 zeta k bình. Cái này chả có gì cao siêu cả, chẳng qua là nó tính bài toán cực trị của một hàm bậc 2 thôi. Dạ, vẽ được chưa? Như vậy tiệm cận trái bằng 0 này, tiệm cận phải 40 pk này. Rồi tính thêm một điểm cực trị. Nếu một điểm cực trị bằng 0 thì tính tại tần số gãy để vẽ. Còn nếu điểm cực trị khác 0 thì chỉ cần tính được cực trị thôi, vẽ qua cực trị là xong. Thế còn phần đa bung pha thì sao? Đây đa bung pha là số phát là tôi phải tìm pha của cái này. Thì vẫn làm như trước thôi nhá. Bé hơn omega quy k rất nhiều, tiệm cận trái nó sẽ là như nào? Bé hơn rất nhiều cái này không, cái này không, như vậy bằng không. Lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn rất nhiều thì góc của nó thì lớn rất nhiều, cái này không đáng kể, cái này không đáng kể, chỉ có cái này là đáng kể. Góc của nó bằng góc của số phức này, bằng 2 lần nữa PK. Đúng, bằng 2 lần PK, bỏ 2 ra ngoài mà 2 lần PK góc số phức này. Omega chia omega K. Và omega chia omega K là một là số dương rồi. Nhân với Z như góc của nó sẽ là 90 độ. Và nhân với 2 PK như vậy được là 180 độ nhân PK. Đó, kết quả 180 độ nhân PK. Được chưa? Hoặc là nếu không người ta bình phương luôn vào đây này. Z bình bằng trừ 1. Vậy trừ đi omega bình chia omega quy ca bình. Mà omega và cả omega bình chia omega quy ca bình nó là một hằng số dương. Góc của nó sẽ là bao nhiêu? Số âm, đúng không? Đây là hằng số dương, có số trừ nữa là hằng số âm. Hằng số âm thì góc của nó sẽ là 180 độ. Đây, một số âm nhé. Thì cái góc chỗ này nó chính là âm 180 độ, âm 180. Hoặc là dương 180. Đây, dương 180 nhân PK. Yeah, như vậy tiệm cận trái rồi, tiệm cận phải rồi. Thế tại vị trí đặc biệt, tại tần số gãy thì nó bằng bao nhiêu? Nào, tại tần số gãy thì tính được cái này trừ đi cái này tần số gãy còn bằng trừ một này hết này. Còn 2 zeta, 2 zeta nhân với cái này bằng một, như vậy là 90 pk. Yeah. Tại tần số gãy nó sẽ là 90 pk. Như vậy là nó cũng đi qua cái điểm giữa nốt. Đấy, nó cũng đi qua đây nha, log này omega này, tại chỗ này là omega tần số gãy này, qk này, bé rất nhiều thì nó bằng không này, không lớn hơn rất nhiều nó 180 pk. Tôi giả sử pk lớn không đi thì nó sẽ bám theo cái đường này nha, bé rất nhiều nằm ở đây, lớn hơn rất nhiều nằm ở đây. Đây là 180 pk, nó gấp đôi với cả trường hợp 90m của bậc nhất đấy. Thế quá trình mà chuyển tiếp từ đây đến đây thì sao? Tại vị trí pk này nó bằng tính ra được bằng 90 pk nhá. À, tại vị trí mà omega qk này tính ra được là 90 pk như tôi vừa tính xong. Cái này là 1 trừ 1 mà ghép vào đây là hết rồi. Nhưng mà cộng với 2 lần này đây số phức này là góc bằng 90. À đâu, bằng 1 đúng không? 1 z
Như vậy là góc nó bằng 90 thôi. Hằng số nhân y mà góc là 90, như vậy sẽ phải đi qua điểm chính giữa này. Tại vậy thì đường nào? Tiệm cận dưới đây, tiệm cận trên đây rồi đi qua điểm chính giữa. Thì cũng giống như phần thành phần góc của phần một chiều thôi. À, của cái phần tuyến tính. Tôi sẽ lấy sang một đề cát. À, phần tính tôi sẽ lấy sang một đề cát và lấy sang trái một đề cát. Rồi nối xiên lại, đúng không? Nhưng ở đây tôi không lấy một mà lấy thêm A đề cát. Nhá, sẽ lấy thêm A. Đây là cộng thêm A lần này. Để được cái điểm này. Đây là tôi trừ đi A này. A đề cát nhé. Tại vì ứng với tần số mà 10 trừ A nhân omega quy k, tức là sang bên trái A đề cát. Và nối xiên lại. Để được cái đoạn điểm phần ở giữa. Thế A bằng bao nhiêu? Bây giờ tính. Đây, A sẽ bằng 1,4. Zeta như này. Zeta biết nhá. Khi mà chúng ta lập cái hàm. Để, cho nên tại sao chỗ này chúng ta phải tìm đưa ra zeta mà chứ không phải đưa ra cái này. Đây này, đây là zeta 5/6. Chứ còn nếu mà đưa ra 10/6 nhân cái này thì lại không thấy được. Không thấy được cái zeta để vẽ cái thành phần vượt hai mà phải đưa như thế này cơ. 2 lần 5/6 thì zeta là 5/6. Đây này, 2 lần zeta nhân với cái này. Anh phải đưa ra con số 2 thì còn lại là zeta. Chứ còn nếu để như thế này thì lại không được. Không nhìn thấy. Yeah, cần zeta để vẽ mà. Vậy thì đây, dựa vào zeta, nếu mà zeta bé 0,2 thì tôi tính các hàng số A đây theo công thức này. Thì tôi sang trái một lượng như thế, sang phải một lượng như thế. Còn nếu mà zeta lớn 0,2 sẽ tính an theo công thức này. Yeah, tính an theo công thức này. Thì cũng lấy sang trái một lượng A. Để sang phải được hai thế. Sau đó, sau khi đã có cái đó rồi thì chúng ta xiên thôi, xiên qua đây, xiên qua đây, xiên qua đây, rồi rất đơn giản. Đó, ông nào cẩn thận nên tại vị trí gãy này phát này, tại vị trí mà bớt đi à, tính được, tính bằng bao nhiêu tính được, không, rồi tại vị trí này tính được để cho vẽ nó chính xác hơn mà, nhưng mà không cần thiết. Nếu có thời gian thì tính, còn hết thời gian thì thôi, vẽ luôn. Bây giờ cũng được một cái đường xiên như thế. Như vậy chúng ta sẽ được, chúng ta đã vẽ được hết tất cả các tiệm cận của tất cả các thành phần trong cái tổng. Đó rồi, chúng ta có hai cái tổng. Nhớ nhá, là chúng ta đã có hai cái tổng cần phải vẽ. Đây, một cái tổng này và một cái tổng này. Và cái việc chúng ta vừa làm ấy, nó là đã tìm tiệm cận của tất cả những thành phần trong cái tổng này rồi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ tìm cái tiệm cận của tổng bằng tổng tất cả các tiệm cận. Thế thì cái việc làm giống hệt như là cái phần anh vẽ hàm R với hàm U, đúng không? Anh có R với U là gì? U thì nhảy, đúng không? R xiên, đúng không? U thì nhảy, đúng không? R xiên. Thế ở đây thấy, đây là hàng này tốc C, hàng này xong gặp ông này xiên N này, gặp ông này thì là cũng là một cái thằng vừa nằm ngang rồi lại vừa xiên, một cái đường xiên cộng một đường xiên nữa thì sẽ là xiên gấp đôi, đúng không? Xong đến đây hết xiên rồi nằm ngang thì có nghĩa là giảm độ xiên này, giảm độ xiên, nó không cộng thêm cái gì cả. Rồi đến đây là cũng xiên nhưng độ xiên gấp đôi, độ xiên là 40 pk, giống hết như các anh làm ở chương 1 thôi. Cứ nằm ngang rồi lại xiên, nằm ngang rồi lại xiên để được cái gọi là tiệm cận của tổng. Nha, rồi sẽ được cái là tiệm cận của tổng. Còn cái việc chúng ta vừa làm là tìm ra được tiệm cận của hai cái này rồi. Còn hai cái này chính là nó luôn nhé, không có tiệm cận gì cả nhé. Chính xác là nó luôn, cái mà chúng ta vừa tìm ấy. Chính xác là nó luôn. Còn hai cái cuối này là chúng ta tìm là tìm tiệm cận. Rồi lấy tổng của tất cả những cái vừa tìm được thì sẽ ra được tiệm cận của cái này. Và sẽ vẽ được một cái đường bám theo tất cả những cái tiệm cận đó là được. Anh nào cẩn thận thì tại những tần số gãy, anh tính giá trị cụ thể của hàm H này, rồi giá trị cụ thể của 20 lốc độ lớn H là được. Đấy, vừa pha thế, chúng ta đã tìm được đến giá trị chính xác của góc này biết rồi, chính xác của cái này biết rồi. Nhưng mà tiệm cận của cái này cũng tìm được, cũng là một cái đường như này, xiên lên này, đúng không? Đấy, tiệm cận của này cũng tìm được rồi. Đây là độ xiên gấp đôi.
rồi tổng tất cả những này lại sẽ được là tiệm cận của cái tổng này. Xong rồi vẽ cũng đường vào cái đường xuyên 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 bám theo cái tiệm cận của tổng là được. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Thế còn đi thi thì thực ra tôi thấy một cái đề thi mấy năm trước ấy, thì cái phần bậc 2 này này, mặc dù nó chả phải khó khăn gì đâu, nhưng mà chả hiểu sao không được vào. Không được vào. Chỉ đưa vào bậc nhất thôi. Thế nên vậy các anh chỉ tìm cái phần bậc 0 này, cái phần mũ n lẻ và cái phần bậc nhất. Cho cái phần bậc 2 này sợ sinh viên, các trình độ của sinh viên hơi thấp, không dám đưa vào. Thôi kệ, chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần, nếu khi có thì vẫn phải làm được. Tại vì nó có gì khó khăn đâu. Công thức có sẵn, có mỗi là đi ngang với đi xiên, rồi đi xiên qua điểm nào, rồi bước lùi bước tiến thêm một bước A nữa thôi, kéo xiên cái xong. Nào, trường hợp này theo các anh đoán đây là hệ số, phần số mũ PK nó âm hay nó dương? Cái phần số mũ của phần bậc 2 là dự âm hay nó dương? Nào lại hỏi thế nào? Xem là mấy anh có đủ tư cách không? Hoàng Đức Mạnh như nào? Nào, theo anh PK dương hay âm trong hình này? Đúng rồi, âm. Đi xuống là âm. Thậm chí còn biết chính xác mà có nhiều. Đó, để các nhìn nhé. Từ chỗ omega qk này sang 10 omega qk, tức là sang 1 đề cát, thì nó lao xuống là gì? Lao xuống một lượng bằng 90 cho đến 180. Lao xuống 90, sang một đề cát lao xuống 90, mà công thức của chúng ta là 180 pk, lúc này pk bằng 1, pk bằng trừ 1, trừ 1 phần 2, từ đây lao xuống trừ 1. Thế con hình này thì sao? Hình này nhá, từ chỗ 1 này cho đến 10 lần thì nó cũng sang là trừ, sang 90 độ. À, nó cũng là trừ 1 nốt. Như hai hình này là một ấy. Hai hình này là cùng một hệ thống, nhưng mà người ta vẽ với hai đơn vị khác nhau. Một cái là omega trên omega qk, còn người ta vẽ cái nào vẽ omega qk. Cái hình này nó là 1. Ok, ví dụ này các về các anh xem nhé. Bài giảng có rồi đúng không? Có ai chưa có bài giảng không? Nói về xem buổi sau tôi sẽ chữa mấy bài về bô. Đây có mấy bài, tôi chuẩn bị sẵn mấy bài trong sách của ta rồi. Nào, có ai có gì thắc mắc không nhỉ? Thế nãy em thấy điểm danh sau em bắn rồi. Ông nào? Số 5 ạ. Sách thành công. Bây giờ tôi gọi nhà thì anh đi đâu à? Chắc lúc đấy em đi xuống nhà lấy đồ. Thế anh có học cái gì? Vâng. À, có thầy cái còn hỏi em mà. À, thế bây giờ tôi hỏi xem anh có biết rồi nhá. Nào, cái điểm này là điểm gì? À, biết không? Anh xoay ở đây là nhìn ở đây là zeta k bằng 0,1.
Zeta k bằng 0,1 bằng 0,1 thì tức là gì? 0,1 tức là nó nằm trong khoảng từ 0 bé hơn zeta k bé hơn 0,7. Dạ, bé 0,7. Vậy đừng có quên là tại này. Zeta k bằng zeta k bằng 1 thì này. Thế là điểm cực trị của đáp ứng biên. Trường hợp zeta bé hơn 0,7. Dạ, thế còn cái đường zeta bằng đúng 0,7 này. Zeta bằng 0,7 hoặc là zeta zeta 1 này, cái đường này zeta 1 này, là nó lớn hơn 0,7, nó sẽ đặt tại omega pk bằng 0, tức là lúc này cực trị đặt tại đây, lớn nhất của đa công viên đặt tại 0 đúng không? Càng ngày nó càng bé dần, lớn nhất tại 0. Đấy, anh học anh có hiểu gì đâu? Anh học làm cái gì? Các bạn về xem lại kỹ nhé, phần này chúng ta được 3 điểm rồi đấy, 3 điểm cái bài vẽ này, không được để mất điểm, rất là lãng phí, mà tôi giải thích cực kỳ cặn kẽ là không có một cái chỗ nào có thể nói là anh không hiểu cả, việc của chúng ta là phải học thôi, học đọc đọc đi đọc lại, chỗ nào không hiểu hỏi, hỏi ngay, buổi sau hỏi. Thì bây giờ hết giờ rồi, không thể để lãng phí được. Giờ thôi, bây giờ nghỉ rồi nhá. Chào thầy. Vâng thầy. Vâng thầy.